1025 loại Pokemon, một con số vô cùng lớn, cho thấy sự đồ sộ. Nhưng mà nhiều như vậy không thể tránh khỏi chuyện nó sẽ có sự phân hóa rất lớn giữa những Pokemon được chú ý quá nhiều. Không phải là fan sẽ cũng thấy được tụi nó nhan nhản trên khắp các mặt trận truyền thông, game, ấn phẩm, nói chung tụi nó là con cưng đó. Nhưng bên cạnh cái đỉnh cao danh vọng đó là một góc khuất không ai nhớ đến. Những Pokemon được thiết kế ra như để lấp đầy Pokédex, sức mạnh để được chú ý trong các giải đấu thì không có, mà mặt hoa da phấn, vẻ ngoài đẹp đẽ ngầu lòi cho mảng truyền thông thì cũng không luôn. Và chúng sẽ được tôi điểm qua trong video lần này, từ vị trí những đứa ít flop nhất đến những đứa flop muôn đời không thể nào ngóc đầu lên được. Những Pokemon mà có lẽ đa số chúng ta nhắc tới thì mới nhớ, còn không nhắc tới tụi nó cũng chẳng sao, tụi nó cũng không có ảnh hưởng gì đến chuyện đi game của chúng ta hay là chuyện bán hàng của các ông lớn cả. Tôi cũng hơi nghi là nhắc đến những Pokemon flop, chắc cái video này nó cũng flop luôn heo quá. Cho nên là đây sẽ là một hồi chuông vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào đã xem kênh mà quên hay là vẫn còn chần chừ sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video hàng tuần mà tôi sẽ ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Yo! Gen 4 là thế hệ tạo ra những Pokemon truyền thuyết thần thoại đồ sộ nhất, cũng là cái thế hệ giới thiệu những đấng tối cao tạo nên thế giới Pokemon. Hồi tôi mới chơi game tôi còn nghĩ cái gen này giới thiệu Arceus thần mạnh nhất rồi, không lẽ là kết thúc luôn, tại nó đi tới cội nguồn rồi còn gì đâu nữa. Hên là không, và chúng ta đã có hơn 20 năm vô cùng huy hoàng sau đó. Và đó, cái thế hệ mà các vị thần to bự tổ chảng chiếm hết spotlight như vậy thì hỏi sao một Pokemon dây leo không ai nhớ tới là đúng rồi. Vâng, tôi đang nói tới Carnivine, là một Pokemon cây nắp ấm, tỏa ra mùi hương ngọt ngào để dẫn dụ con mồi, nhưng nó lại chả thu hút được sự chú ý nào về phía mình. Dù đồng ý là nó có xuất hiện trong các bản game từ thế hệ 4, 5, 6 và cả Pokemon Legend, cơ mà tôi thấy cái mấu chốt để người ta bắt nó chỉ để hoàn thành Pokédex mà thôi. Với một Pokemon đơn hệ cỏ, phòng thủ yếu và tấn công của nó cũng không phải thuộc dạng quá khủng bố, đã vậy đặc tính duy nhất mà nó có lại là Levitate, giúp nó miễn nhiễm toàn bộ sát thương đến từ hệ đất, một đặc tính vô cùng vô nghĩa với lại hệ cỏ. Vì vốn dĩ tụi hệ cỏ đã kháng được 1/2 sát thương từ hệ đất và khắc chế hệ đất rồi, cho nên về mảng bắt mồi thì nó rất tốt, nhưng đánh nhau thì nó không có giỏi đến mức vậy, thành ra thì không mấy ai sử dụng nó. Mặt trận phim ảnh thì được cái nó là Pokemon của Kojiro, aka thành viên của băng quả tỉ, nên nó cũng là một nhân tố gây cười, thành ra những khán giả xem anime thì biết đến, chứ về game thì coi như bỏ đi. Cho nên thành ra nó cũng không có flop lắm, chỉ là flop bên game thôi, thành ra trong mắt tôi nó sẽ ở hàng 10. Thế hệ 5 cho ra mắt rất nhiều Pokemon kéo dài được tên tuổi cho đến thời điểm hiện tại. Dù nó đã ra mắt hơn 20 năm, Amogus, Whimsicott, Ferroton, Superior, bộ ba thần đen và vân vân, còn một số Pokemon khác nữa. Nhưng đâu có mấy ai nhớ được trong một khu ổ chuột tăm tối là nơi những Pokemon không ai nhớ mặt. Maratus đang sinh sống và chờ ngày được các nhà huấn luyện chú ý đến mòn mỏi. Đúng vậy, Pokemon tiếp theo đó chính là Maratus của thế hệ thứ 5. Là một Pokemon xương rồng có thể tạo ra nhịp điệu bằng cách đung đưa cơ thể, tạo ra những âm thanh như nhạc cụ Maracas của người Latin. Nói chung loài này tượng trưng cho sự vui vẻ, nhưng cuộc đời tụi nó thì cũng không vui lắm. Xuất hiện ở thế hệ 5 và bẵng đi qua cả hai thế hệ là 6 và 7 thì đến tận thế hệ 8 nó mới có một vé thông hành đến vùng Gala. Nhưng vấn đề là cho dù nó có xuất hiện trên 8 thì sức mạnh của nó cũng không là cái đinh gì so với tụi Pokemon mới được giới thiệu cả, bởi vì sức mạnh của nó cũng chả được nâng cấp gì hết. Người chơi có thể bắt tụi này cũng chỉ để hoàn thành Pokédex mà thôi. Mặc dù mang trong mình cả ba đặc tính rất tốt, đó chính là Storm Drain, Chlorophyll và Water Absorb, nhưng chỉ số tấn công hay là chống chịu đều cực kỳ nghèo nàn. Mà hệ cỏ mà, tấn công không tốt, phòng thủ cũng không xong thì làm sao mà so sánh được với tụi hệ cỏ bá đạo ở Gen 5. Chỉ độc quyền của nó cũng không có, đặc tính nổi bật cũng không, nên người ta vẫn có rất nhiều lựa chọn để ưu tiên, thay vì là một Pokemon xương rồng làm được những điều mà các Pokemon hệ cỏ cùng thế hệ có thể làm tốt hơn. Phương diện phim ảnh thì nó còn thảm hơn khi mà chỉ xuất hiện đúng một tập là nhân vật chính, còn đâu là diễn viên quần chúng, mà diễn viên quần chúng cũng được có 10 tập phim anime bao gồm cả movie là hết. Nói chung là em nó đang ở dưới đáy xã hội rồi, và Game Freak cũng chẳng có ý định hồi sinh nó làm gì cả, trừ khi họ quyết định cho nó một cái dạng tiến hóa nào đó thì may ra. Qua đến hạng 8, chúng ta sẽ nói đến một Pokemon đến từ thế hệ thứ 3, đó chính là Swalot. Pokemon này được miêu tả là không có răng, nên cách ăn uống của nó là nuốt trọn tất cả, rồi enzyme trong cơ thể nó sẽ hòa tan bất cứ thứ gì. Nói chung thì đây có thể coi là một Pokemon phàm ăn và tiêu hóa mọi thứ. Về độ phủ sóng thì loài này mới chỉ xuất hiện trong 4 tựa game thôi, gần nhất là Pokemon Scarlet, xa nhất thì đó là Omega Ruby và Alpha Sapphire. Cách đây cũng gần 10 năm tụi nó mới trở lại. Phương diện anime thì tụi nó cũng có cameo trong một vài tập và cũng không để lại quá nhiều ấn tượng. Chung quy thì cũng chỉ là vai quần chúng thôi.
Cơ mà tôi nghĩ trong game thì tụi này bị ghẻ lạnh cũng một phần là do sức mạnh. Tụi nó không quá hữu dụng trong chiến đấu. Tuy đúng là nó mang hệ độc, phòng thủ hệ cũng khá tốt, sinh lực thì cũng khá là ok, không dám nói là trâu bò, nhưng dù sao cũng tốt ở mạng chống chịu. Tuy nhiên thì bể chiêu thức hoặc đặc tính của tụi nó không có gì quá nổi bật. Nếu mà so với khả năng chống chịu của một số Pokemon hệ độc khác thì khỏi so, tại Nodor không bất cửa. Ấn phẩm hay các sản phẩm game spin-off cũng không thấy bóng dáng của nó đâu. Nên thật ra nói flop như cái lớp đầu thì cũng không đến nổi, mà nói nó phổ biến hơn cái cây xương rồng Maractus thì thấy cũng hơi ngượng miệng. Cho nên với trí nhớ của tôi thì nó tầm tầm hạng 8 thôi. Qua đến hạng thứ 7, bạn biết cái điều gì đáng ghét nhất ở các bản game thế hệ đầu trong Pokemon không? Không phải là những cái cây chút ép mà chúng ta không băng qua được, mà đó là khi tôi đi vào một hang động, một nùi con Zubat ập tới vào mặt tôi. Phải chi cái số lượng Zubat mà tôi gặp trong hang động có thể quy đổi ra tiền thì giờ chắc tôi đã mua được một căn penthouse trên Landmark 81 rồi đó. Và đó chính là cách mà Zubat in sâu vào tâm trí của người chơi. Mỗi khi bước vào hang động thì... Cái con này là con gì đây? Zubat của tôi đâu? Đa phần ai không từng chơi Gen 5 cũng sẽ tưởng đây là một hàng sake loại 1 của Zubat. Thế hệ 5 là thế hệ làm mới lại tất cả thương hiệu Pokemon. Trong đó táo bạo nhất là loại bỏ sạch toàn bộ Pokédex cũ mà thay vào đó là một Pokédex hoàn toàn mới. Vô số những thiết kế anh em họ hàng với Gen 1 và Wubat và Swubat được lấy nguyên mẫu từ Zubat và Golbat của vùng Kanto. Nhưng đáng buồn là tụi dơi heo này lại bị lãng quên kể từ khi kết thúc Gen 5. Tụi nó cũng có trở lại đôi chút trong Gen 6 và 8, hai thế hệ mà Zubat cũng có trở lại. Đúng hơn thì chúa tể hành động Zubat thế hệ nào cũng có dấu răng của nó hết. Bạn nghĩ cuộc đụng độ giữa hai loài dơi này thì người chơi sẽ chọn bắt con nào? Mà khỏi nói thì ai cũng biết đó là Zubat. Vì một phần không thể phủ nhận là sức mạnh của cấp tiến hóa cuối cùng, Crobat nó hoàn toàn out trình Swubat luôn. Bởi vì nhìn chỉ số tấn công của con dơi heo này đi, đây hoàn toàn là một bộ chỉ số hời hợt và để làm đầy Pokédex, chứ không thể nào khiến người ta nhớ đến hoặc là chọn làm bạn đồng hành được. Này là tôi đang so sánh chỉ số giữa hai cấp tiến hóa cấp 2 thôi đó, chứ tôi chưa so sánh dạng tiến hóa cấp 3 Crobat của nó làm gì. Nếu so thêm thì em nó chỉ buồn thêm mà thôi. Kế đến chúng ta là phải đi về thế hệ 4, nơi có cây nắp ấm mà ai cũng lãng quên, thì có một gia đình loài khác chẳng ai nhớ nổi nó có tồn tại mà để gọi tên. Đó chính là gia đình của Burmy. Nó tên thì chắc không ai nhớ, hoặc có một vài người nhớ, cho nên tôi cho coi hình nè. Đó, và nói thiệt là tôi không nhớ nổi cái tên loài này thiệt. Burmy là một loài sâu có khả năng tạo kén thành một lớp áo bao phủ bên ngoài. Lớp kén sẽ phụ thuộc vào môi trường. Nó có thể kết kén từ cành cây, lá cây, đất và bùn, hoặc là các bụi rác từ các tòa nhà. Con cái thì tiến hóa thành Wormadam, có hệ và hình thái gắn liền với lớp kén của cấp 1. Còn con đực thì dù là hình thù gì thì nó cũng sẽ tiến hóa thành Morphine. Thật ra thì tôi cũng thích Morphine lắm, nhưng có lúc nhớ lúc không, vì chúng ta đã có quá nhiều con Pokemon hệ bọ và bay mỏng manh nhưng không nổi bật rồi. Còn những con như là Wormadam, thấy hệ của tụi nó là chạy mất dép, bọ và cỏ, xong hệ hủy diệt mà là hủy diệt chính mình. Bọ và đất cũng được, được cả chục điểm yếu. Bọ và thép nghe cũng ngon, nhưng tại sao lại phải chọn bọ và thép Wormadam trong khi chúng ta có những con bọ và thép tốt hơn như là Scizor hoặc là Fortress? Nói chung là gia đình đóng thành viên thì có đó, mà được cái ai cũng đáng quên hết trơn. Hồi xưa mà tôi mua mấy thẻ bài Pokemon Fake thì hay có mấy con này lắm, hình vẽ thì đẹp, và vậy thôi đó. Nếu nói về tụi Pokemon hệ bọ đầu game của những thế hệ có mặt Burmy thì ít ra người ta có thể sẽ nhớ đến Vespiquen với ba chi độc quyền vừa trâu vừa mạnh, hoặc là Vivillon có cả chục biến thể cánh bướm đủ màu sắc khác nhau. Và Vivillon cũng là một điển hình, không mạnh thì ít ra cũng phải làm màu độc lạ thì người chơi mới nhớ nhiều được. Còn Burmy và gia đình của nó. Ủa, tụi mình mới nói gì Pokemon nào vậy? Thôi kệ đi, qua Pokemon tiếp theo vậy. Ở thế hệ 5, ta đã nói trước đó về việc nó sản sinh ra rất nhiều kiện tướng nổi danh trên đấu trường suốt hơn 10 năm qua. Cũng có sự flop dập mặt của Maractus, thì bên cạnh đó nó còn có thêm một Pokemon không nói tên, không ai nhớ. Mà thật ra có nói thì cũng không thể nhớ. Nhìn hình thì nhiều khi còn nhớ sơ sơ, không biết nó thuộc vũ trụ cò bay nào chứ không phải là vũ trụ Pokemon. Đó chính là Behem. Behem. Cái tên nó còn khó nhớ nữa chứ nó chỉ cái mặt. Loài này được mô tả là những người ngoài hành tinh chính hiệu. Lúc nào cũng thấy tụi nó ve vãn ở mấy cánh đồng lúa mì. Rồi lâu lâu mấy con cừu Dubwool biến mất thì nhiều khi cũng do tụi này làm. Điều khiển tâm trí và xóa ký ức bằng năng lượng tâm linh. Pokédex của tụi này cũng khá thú vị, cơ mà sự nghiệp nổi tiếng của tụi này thì không thú vị mấy. Tụi này chỉ xuất hiện chính trong một tập phim anime và về sau thì làm cameo mà thôi. Diễn viên quần chúng coi như là trường kỳ kháng chiến. Về mảng game thì xuất hiện được trong 4 tựa game. Trong đó thì hết 2 cái là Gen 5. Thế hệ của mình thì mình xuất hiện là đúng rồi.
Còn hai cái còn lại là Ultra Sun và Ultra Moon của thế hệ 7 và Sword and Shield của thế hệ 8. Nhưng mỗi lần xuất hiện thì tụi nó cũng không nâng cấp được kiểu nào đáng kể cả. Khả năng công đặc biệt là 125 và tốc độ 40. Đúng là tụi bị Hyam này làm khá tốt trong Trick Room. Nhưng nếu lục lại quá khứ một chút thì ở thế hệ thứ 5, tụi hệ sinh linh khác làm tốt hơn nó rất nhiều. Trong đó có Reuniclus và có Tytale là hai Pokemon nổi bật nếu muốn sử dụng trong Trick Room. Đặc biệt là cả đặc tính của hai đứa này đều khỏi bàn cãi. Magic Guard và Regenerator cho Reuniclus, còn có Tytale thì có Shadow Tag. Đã vậy nếu ở trong Trick Room thì tức là khả năng chống chịu của Pidgeot cũng phải rất tốt, vì đó là luật bất thành văn của những đứa sẽ Trick Room. Và đương nhiên với chỉ số đó thì Pidgeot bị Diệm thảm hại là đúng rồi. Rồi cho đến càng về những thế hệ thứ 7 và 8 về sau, một cách thần kỳ nào đó mà các Pokemon hệ siêu linh theo hướng Trick Room càng ngày càng đáng sợ và tốt hơn. Vậy thì câu hỏi cuối cùng, nãy cho chúng ta nói đến Pokemon nào vậy ta? Không biết nữa, không có nhớ. Nãy giờ chúng ta đã bàn về những trường hợp ít xuất hiện trong các bản game, nên là người chơi cũng quên mất, thậm chí là ít xuất hiện trên anime, nên lép vế về mảng truyền thông. Nhưng theo tôi, đó chưa phải là trường hợp đau đớn nhất, mà với tôi là khi bản game nào bạn cũng xuất hiện. Anime thì bạn là Pokemon của nhân vật chính thời đầu tiên, nhưng quanh đi quẩn lại hơn 30 năm, bạn vẫn không có ai nhớ đến. Tôi chắc chắn đây là một trường hợp flop có thực lực, có push cỡ nào cũng không lên nổi. Đó chính là Goldin và nguyên gia đình của nó luôn, Goldin và Sea King luôn. Goldin và Sea King là những loài cá vàng, mọc sừng với kích thước to. Hết. Thật sự thì tụi nó chỉ vậy thôi đó. Với thiết kế đơn giản, không quá nhiều sự đầu tư thì vai trò của tụi này trong game cũng có vẻ chỉ được thả vô để người chơi ở giai đoạn đầu đi đường cũng có thấy những Pokemon hệ nước. Kiểu nó yếu yếu để họ làm quen. Chứ tưởng tượng mới nhận Pokemon khởi đầu đi câu cá mà gặp ngay con Gyarados thì bỏ game luôn à. Nên là bắt buộc phải có một Pokemon thân thiện chào đón các nhà huấn luyện để họ biết, à thì ra dưới nước cũng có Pokemon. Và vị trí đó toàn bộ dành cho Goldin ở mỗi tựa game, giống như chuyện Zubat ở trong những hang động vậy đó. Trừ thế hệ 5 và thế hệ 9 là không có cá vàng thôi, chứ tất cả 7 thế hệ còn lại đi đâu cũng thấy cá vàng hết. Nhưng không ai chọn nó hết, thấy là chạy, bắt là thả. Cái này kiểu như người nổi tiếng á, xuất hiện ít quá thì sợ người ta không nhớ, xuất hiện dày đặc thì người ta cũng nhàm vì không có gì mới. Và Goldin và Sea King là y chang như vậy. Sức mạnh của tụi nó cũng không được nâng cấp hay là thay đổi gì hết. Có chăng thì đặc tính Lightning Rod, cục thu lôi, giúp nó miễn nhiễm sát thương từ hệ điện mà thôi. Mà để làm gì? Vì cả khi tiến hóa thì Sea King cũng mang chỉ số rất bình thường, sinh lực phòng thủ kém, mà công vật lý chỉ có 92, rồi không dọa được ai nữa. Có chăng thì điểm sáng duy nhất sự nghiệp của Sea King là được góp mặt trong tập thi đấu bắt cá của Kasumi hồi season 1. Thiệt ra thì tôi cũng ấn tượng tập đó tới bây giờ, cơ mà chuyện cũng gần 30 năm rồi. Sea King có xuất hiện nhiều thì cũng không ai ngó ngàng nữa rồi. Hy vọng là tương lai em nó sẽ có tiến hóa mới và sức mạnh mới để được nhiều người chú ý hơn. Còn bây giờ thì thôi, đừng nói nữa. Ở hạng 3 là một Pokemon được giới thiệu vào thế hệ thứ 3 luôn. Có thể nói Delcatty chỉ là một Pokemon mèo bình thường với hệ thường trong người mà thôi. Pokédex thì cũng chỉ miêu tả Delcatty giống như mọi con hoàng thượng khác. Tinh nghịch, làm gì thì làm, muốn ngủ thì ngủ. Để mà nói về mặt trận dễ tiếp cận nhất là anime, thì nó thua cả cấp 1 Skitty của nó. Vì dù sao Skitty cũng là một Pokemon của Haruka, rồi nó còn có Spotlight DC Pokemon Contest nữa. Chứ Delcatty thì mãi không mất cửa lên hình nhiều đến như vậy. Chưa hết thì lần xuất hiện gần nhất của nhà này trong game là ở Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire. Tức là hồi 2015-2016 đến tận bây giờ thì nó chưa xuất hiện lại trong bất kỳ tựa game nào từ Gen 7 tới Gen 9. Ngót nghét cũng gần 10 năm trời biệt tâm biệt tích. Cơ mà nếu tụi nó có xuất hiện thì với một bộ chỉ số quá bình thường, chắc đánh nhau còn thua cả mấy con hoàng thượng ở nhà, thì tụi Delcatty này mãi mãi không ngóc đầu lên được. Tiếc là tụi nó có những đặc tính khá tốt trong người như là Normalize, biến các chiêu thức không phải là hệ thường trở thành hệ thường và cộng thêm 20% sát thương. Còn nếu nó sử dụng các chiêu vốn đã hệ thường thì vẫn được cộng thêm 20% sát thương luôn. Đặc tính này cũng sẽ vô cùng có lợi nếu Delcatty dùng Thunder Wave lên các Pokemon hệ đất. Tụi nó sẽ bị tê liệt và các chiêu thức tấn công đa hệ của Delcatty cũng sẽ có sức sát thương cao hơn, đánh trúng nhiều mục tiêu hơn. Hoặc là đặc tính Wonder Skin giúp cho nó giảm một nửa độ chính xác của các chiêu thức hiệu ứng, khiến cho nó khó bị khống chế. Nghe thì hay vậy thôi, chứ lật ngược lại vấn đề thì với chỉ số như trên thì nó thủ cũng không lại, mà cào cấu thì cũng không làm đau nổi từ Pokemon ngày càng bá đạo. Nên thành ra thì Delcatty nó thua toàn tập trên các mặt trận và cũng bị các nhà phát hành cho ra rìa gần chục năm luôn. Hết hy vọng. Tiếp theo ở Á quân, đó chính là cái gia phả của nhà Clamper. Tèn tèn, đáng ra thì tôi đã xếp Delcatty ở Á quân rồi, nhưng mà vì làm về những Pokemon không ai nhớ đến thì đương nhiên làm sao mà tôi có thể nhớ được. Cho nên là tôi lên mạng coi thử những diễn đàn
thì đập vào mắt tôi là một common gọi tên Huntail và Gorbis. Hả? Thiệt sự là cũng mất hơi khá lâu để tôi nhận ra đây là hai tên của Pokemon. Vì kỳ lạ là tôi quên bén tụi nó có tồn tại luôn đó. Cho nên vì việc tôi thậm chí còn chả nhớ tụi nó có tồn tại nên nó xứng đáng đá văng vị trí của Telkady ra chuồng gà và ẵm chiếc cúp Pokemon Flop thứ hai trong trí nhớ của tôi. Rồi vì đâu nên nổi? Trước hết thì về tần suất xuất hiện của tụi này. Đầu tiên được giới thiệu ở Gen 3, trở lại vào Gen 6 và Gen 7 cùng với bản game Ultra Sun và Ultra Moon. Nói chung là cũng 7 năm rồi và tụi nó xuất hiện cũng không đều nữa. Mà thật ra có xuất hiện thì gia đình Ngọc Trai này cũng sẽ không khiến cho các nhà huấn luyện mảy may lựa chọn. Đặc tính chung khi tiến hóa của nó là Swift Swim, một đặc tính rất mạnh, gấp đôi tốc độ trong trời mưa. Mà các bạn cũng biết, đặc tính tăng gấp đôi tốc độ trong thời tiết, vô tay đứa nào thì đứa đó lên hương không ít thì cũng nhiều. Vì vốn sẵn tốc độ gốc của các Pokemon này cũng đã khá tốt, khi được gấp đôi tốc độ lên nữa, cộng với việc dùng EVs và IVs hợp lý, thì tụi này out trình tốc độ cho gần hết các Pokemon. Nói chung thì tốc độ gốc cũng phải là cao cao một chút, để khi gấp đôi lên thì còn hữu dụng. Xong giờ thử nhìn qua tốc độ của Gorbis và Huntail đi, có 52 điểm tốc độ mà thôi, còn thua cả Ludicolo cùng thế hệ nữa. Thì không có lý do gì để người chơi lại chọn hai Pokemon này hết. Về tốc độ và tận dụng đặc tính là một điểm trừ. Tụi này sinh lực quá mỏng manh, đánh cũng không nhanh nhẹn, thành ra rất khó mà lựa chọn trong chiến đấu ở bất kỳ format nào. Chứ kể hệ nước là hệ có số lượng loài lớn nhất. Nếu không có riêng cho mình một đặc tính độc quyền hay là hữu dụng hoặc là một chỉ số hợp lý thì bị lãng quên là chuyện đương nhiên. Goldeen và Seeking là một ví dụ. Còn về mặt phim ảnh thì tụi nó cũng chỉ xuất hiện chính thức trong một tập phim mà thôi. Còn lại thì đều là vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của Pikachu hết. Nâng cấp sức mạnh thì cũng không có. Thành ra càng ngày Pokemon hệ nước mới càng được giới thiệu. Thật khó để có thể nhớ đến được những Pokemon hệ nước khác. Nói chi là gia đình Clamper, không có gì nổi trội so với hàng ngàn sinh vật sống dưới đại dương ngoài kia. Và chúng ta đã đến vị trí cuối cùng rồi. Các bạn đã có nhớ lại Pokemon nào mà các bạn lãng quên chưa? Hãy cố nhớ lại để coi vị trí cuối cùng này của chúng ta có giống nhau không ha. Nếu mà các nhà huấn luyện đã xem qua video về những huyền thoại khó sở hữu nhất thì các bạn cũng sẽ biết được độ khó nhằn khi đi bắt bộ ba Regi trong các bản game Pokemon ở thế hệ thứ 3. Trong đó thì bắt buộc phải có sở hữu được hai Pokemon, đó chính là Wailer và Relicant. Và đó cũng chính là lần đầu tiên cùng với lần cuối cùng mà tôi nhớ về sự xuất hiện của Relicant trong thế giới Pokemon. Sở dĩ tôi cho nó ở hạng 1 là bởi vì nếu như Clamper ở hạng 2 có người nhắc tên trong bình luận thì tôi mới nhớ, thì Relicant không một ai nhắc đến hết. Mà không nhắc không phải là vì nó quá phổ biến, mà là vì không một ai, không một bài viết nào, bình luận nào nhắc đến Pokemon này cả. Như thế nó chưa từng tồn tại. Cho đến khi tôi kiểm tra thử lại một lần nữa từ Gen 1 tới Gen 9 coi có thiếu Pokemon nào hay không, thì mới vô tình thấy con cá đá này. Trước tiên thì loài này được miêu tả là sống qua hàng trăm triệu năm dưới nước nhưng không bị thay đổi hình dạng. Nếu hỏi sức mạnh của tụi này nó có phải là lý do để bị lãng quên hay không thì cũng đúng một phần, vì đồng ý là tụi này khá tốt ở mảng vật lý, công thủ thì cũng ok, nhưng ở mảng đặc biệt và tốc độ thì nó ối rồi ôi luôn. Đã vậy sông hệ đá và nước còn bị nhân 4 sát thương bởi hệ cỏ và cấp đôi sát thương bởi ba hệ khác. Thấy là sức chống chịu này là quá ố dệ cho một Pokemon hệ đá rồi đó. Nhiều đó là cũng thấy nhức nhức cái đầu cho nhà huấn luyện rồi. Song khác với vai trò đặc biệt trong việc bắt huyền thoại, tôi đã tưởng Relicant sẽ có một đặc tính độc quyền nào đó giúp nó nổi bật hơn các loài cá khác. Ai dè thì nó cũng có nhiều đó đặc tính làm đi làm lại mà thôi. Bản thân thì chậm như là Huntail và Gorbis, nhưng có đặc tính bơi nhanh Swift Swim y chang. Đã bị khắc chế bởi nhiều hệ, tấn công cũng không cao mà có đặc tính đầu đá dành cho những chiêu sát thương cảm tử. Nếu mà tính ra thì chỉ có đặc tính ẩn Study là hữu dụng cho việc sống sót của loài này mà thôi. Nhưng lại là câu cũ, giữa một rừng những Pokemon hệ nước, hệ đá ưu việt hơn thì thật khó để một Pokemon có sinh lực và sông hệ rủi ro như là Relicant tỏa sáng. Và đó cũng chính là những Pokemon mà tôi gần như đã lãng quên. Còn với các bạn, những Pokemon nào mà các bạn đã lãng quên thì các bạn thử comment phía bên dưới cho tôi biết chứ nha. Mà một cách nào đó, nếu mọi người đã lãng quên nhưng mà mọi người vẫn có thể comment được tên của tôi nó. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!